ai hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã có một câu nói nổi tiếng: Nông sông Việt Nam có trở nên vẻ vang, tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc Nam châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn công lao học tập của các cháu. Người còn khẳng định vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Câu nói đó đã trở thành bất tử với các thế hệ con cháu chúng ta, mà bước đầu một vị trưởng tộc đã nói: Họ tộc ta hiện nay cũng mới chỉ có được một chiếc áo mới bên ngoài, còn bên trong chưa có gì đáng kể. Sự trăn trở của vị trưởng tộc đã làm nhói lòng một vị phó tộc, trưởng ban văn hóa đối ngoại Đặng Xuân Sơn. Ngước nhìn trời thấy trời cao vời vợi, ngẫm lại mình dạ thổn thức miên man. Câu nói đó cũng làm sao lòng những người con dân đạo tộc, và cũng là một sự thách thức của ban chấp hành hội khuyến học khuyến tài gia tộc đối với sự nghiệp trồng người. Thế nhưng chỉ qua 15 năm ngắn ngủi so với sự nghiệp trồng người, các phụ huynh và hội khuyến học khuyến tài tộc Đặng Văn Nông Nước đã ươm mầm cho một thế hệ con cháu với hàng chục thạc sĩ và tiến sĩ, hàng trăm cử nhân đại học và rất nhiều cháu khác đã đạt những giải thưởng cấp thành phố, cấp quận, cấp quốc gia, chưa kể những gia đình là gia đình đại học, gia đình thạc sĩ, gia đình tiến sĩ. Theo báo cáo tổng kết 15 năm hoạt động của công tác khuyến học khuyến tài, Hội đồng gia tộc và khuyến học đã vinh danh 8 tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 96 cháu tốt nghiệp đại học. Trong đó có các gia đình tiêu biểu như gia đình ông Đặng Văn Ngữ có 8/8 con tốt nghiệp đại học, gia đình ông Đặng Hiền có 3 con là tiến sĩ, gia đình ông Đặng Xuân Xanh có 2 con là tiến sĩ, gia đình ông Đặng Văn Anh có 2 con, 1 tiến sĩ và 1 thạc sĩ, gia đình ông Đặng Văn Ánh có 1 con là tiến sĩ, 1 con thạc sĩ, gia đình ông Đặng Văn Ngữ ở Việt Nam có 3 con tốt nghiệp đại học, trong đó có 1 thạc sĩ. Gia đình ông Đặng Văn Phu có 5/6 con tốt nghiệp đại học. Gia đình ông Đặng Văn Dung có 6 con đều tốt nghiệp đại học. Gia đình ông Văn Bưởi có 3/3 con tốt nghiệp đại học. Gia đình ông Đặng Văn Kỳ có 5/5 con tốt nghiệp đại học. Một cháu nội đang học thạc sĩ tại Hoa Kỳ. Gia đình ông Đặng Hòa có 4 con tốt nghiệp đại học, trong đó có 1 con là tiến sĩ. Ngoài ra, một số gia đình tiêu biểu khác, xong chúng tôi chưa nắm được số liệu cụ thể vì có một số cháu chưa gửi hồ sơ về. Với những thành tích đạt được trong phong trào khuyến học khuyến tài, ngày 20/7/2008, tức là ngày 23/10/2000, hội khuyến học khuyến tài của gia tộc đã được Hội đồng Đặng tộc Việt Nam tặng bằng khen. Năm 2015 đã được Hội khuyến học khuyến tài thành phố Đà Nẵng công nhận là dòng họ hiếu học tiêu biểu và tặng 8 gia đình hiếu học tiêu biểu. Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn tặng giấy công nhận đạt chuẩn dòng họ hiếu học. Ngày 10/11/2020 đã được Hội đồng Họ Đặng Việt Nam tặng bằng khen là dòng họ hiếu học tiêu biểu của họ Đặng Việt Nam. Riêng trong năm nay, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội khuyến học khuyến tài, Hội đồng gia tộc đã vinh danh 1. Tặng bằng bản vàng danh dự cho 1 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 4 cháu đạt giải đặc biệt xuất sắc 4 cấp mang tên giải thưởng Đặng Nghiêm, 5 cháu tốt nghiệp đại học. 2. Tặng bằng khen cộng tiền thưởng cho 10 cháu đỗ đại học. 3. Tặng bãi xuất học bổng cho các cháu nghèo vượt khó hiếu học. 4. Tặng 38 học sinh tốt nghiệp phổ thông đạt loại giỏi tiên tiến. Tặng 20 cháu cấp 2 đạt loại giỏi và 5 cháu cấp 1 giỏi toàn 5 năm liền. Ngoài ra còn tặng các cháu đạt giải các cấp từ quận đến tỉnh đến thành phố. Thưa quý vị, nếu 15 năm trước đây, Hội đồng gia tộc và Hội khuyến học chủ trương khuyến học là chính, khuyến tài là hàng thứ hai,
thì hiện nay cả khuyến học và khuyến tài chúng tôi đều đưa lên hàng quan trọng và thực tế. Hàng ngũ các cháu đỗ đạt thành tài của tập đoàn Văn Long Nước Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng đã không thua kém bất cứ một dòng họ nào trên địa bàn thành phố. Vinh quang này chính là nhờ hồng ân của tiên tổ bao đời vun đắp, lấy đức thắng tài, lấy trí nhân thắng cường bạo, một lòng trung quân ái quốc, sống vì quân chết vì thần như vua Lê Thánh Tôn đã ban sát cho hai cha con ngài quốc công Đặng Tắc Đặng Dung, quốc sĩ vô song song quốc sĩ anh hùng bất nhị nhị anh hùng. Thứ hai, vinh quang này cũng thuộc về các cháu không quản khó khăn, ngày đêm dùi mài đàn sách cùng với các bậc sinh thành đã không ngại gian lao, thắng ngày bằng tạo một nắng hai sương, lo nuôi con ăn học, đỗ đạt thành tài và chờ ngày để về vinh quy bái tổ. Vinh quang này cũng thuộc về hội đồng gia tộc, ban bảo trợ hội khuyến học, khuyến tài trong và ngoài nước đã ngày đêm âm thầm vận động chắc chiêu từng đồng của bà con đặng tộc gửi về để động viên giúp đỡ cho các cháu con có tinh thần và nghị lực để tiếp bước đến trường. Theo số liệu tổng kết, tính đến cuối năm 2015, đầu năm 2016, bà con trong ngoài nước đã hỗ trợ cho hội khuyến học khuyến tài là 225.790.000 đồng, trong đó trong nước là 68 triệu và ngoài nước là 157 triệu, tổng quỹ 56 triệu. Đây là những tình cảm lớn lao mà bà con đặc tộc nông nước đã dành cho các cháu và vì sự nghiệp trồng người của gia tộc. Vinh quang này cũng có một phần của hội khuyến học khuyến tài ngày đêm trăn trở sát cánh cùng với hội đồng gia tộc lập các tiềm vàng tôn vinh hiện tài, kính trọng nhân nghĩa, xem đạo học là cái nôi phát triển cho dòng họ để báo đáp tổ tiên, để con cháu nhìn lên không thẳng với trời, nhìn xuống phong hổ với đất. Có vinh quang nào rực chói sáng hơn khi đất nước tôn vinh danh họ Đặng? Kính thưa quý vị, lịch sử đã chứng minh bất cứ quốc gia nào, dòng họ nào mà có nền giáo dục hiện đại, tiên tiến thì quốc gia đó, dòng họ đó trở nên văn minh, giàu mạnh. Còn quốc gia nào, dòng họ nào có nền giáo dục yếu kém thì quốc gia đó, dòng họ đó sẽ ngày càng nghèo nàn, lạc hậu và dễ bị xâm lắng bởi ngoại bang. Chính vì vậy mà gần 100 năm đô hộ nước ta, người Pháp đã dùng chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Xót lòng trước cảnh nước mất nhà tan, dân sinh, dân chủ, dân quyền đã bị người Pháp tước đoạt. Các sĩ phu yêu nước của chúng ta mà người đứng đầu của phong trào Duy Tân Nghĩa Hội là cụ Phan Chủ Trinh, người đã kêu gọi toàn dân Pháp chủ trương thực hiện chính sách ngu dân với dân ta, thì ta chỉ có một cách duy nhất là dân ta phải học và biết học. Một người học, muôn người đều biết, trí sẽ thông, trăm việc sẽ hay, lợi quyền đã nắm trong tay, có ngày tiến hóa, có ngày văn minh. Người cũng đã cổ suý cho phong trào khuyến học toàn dân để khai dân trí, chấn dân khí, học dân sinh, để đưa dân tộc thoát ra khỏi gâm cùm nô lệ. Ngoài cụ Phan Trục Trinh còn có các cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Thành, Lê Võ và ba vị tiền bối của tộc Đặng chúng ta là ngài Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thăng và Đặng Bỉnh Thành, đã suy cử kỳ ngoại hào cường đế để lập ra phong trào Đông Du, đưa hơn 200 người sang học tại Nhật. Cũng không ngoài mục đích là nâng cao dân trí và đấu tranh cho nền độc lập nước nhà, nhưng tiếc thay, phong trào khuyến học Đông Du đã bị đàn áp từ trong trứng nước, bởi vì hơn ai hết, người Pháp hiểu rằng sức mạnh của trí tuệ Việt Nam còn hơn cả bom nguyên tử. Thưa quý vị, xin phép cho tôi được có vài lời cùng với các cháu tiêu biểu được vinh danh khen thưởng hôm nay. Các cháu thân thương, non sông Việt Nam trải qua mấy ngàn năm lịch sử, từ các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, thời nào người ta cũng lấy đạo học làm đầu, lấy trí nhân làm nền tảng cho quốc gia xã tắc. Vì vậy mà các thánh nhân đã khẳng định hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí vững thì thế nước mạnh và thịnh, nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy. Thế nên các đức thánh đế minh quân không có thời nào mà không chăm lo xây dựng nhân tài. Chính các cháu là những nhân tài trong tương lai và đó chính là một tài sản vô giá của gia đình và dòng tộc. Chính các cháu sẽ đem vinh quang về trong dòng họ lao đời có cội nguồn tại Nam Hỏa Sơn,
Nông Nước, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, một vùng đắc địa linh nhân kiệt của xứ Quảng Đà, đó chính là dòng họ Đặng Văn do ngài Thị Tổ Đặng Văn Cẩn khai sinh lập nghiệp. Vinh quang này trước tiên thuộc về ba mẹ các cháu, những người đã tận tụy hy sinh để nâng cánh ước mơ cho các cháu vươn lên đến đỉnh cao của trí thức nhân loại. Gia đình và gia tộc chắc chắn sẽ ghi nhận công lao to lớn ấy, và sẽ có một ngày không xa, tên tuổi của các cháu sẽ chính thức được khắc ghi vào bia đá tại nhà thờ nhân ngày giỗ tổ của ngài Thị Tổ 12 tháng 6 năm 2023. Và đó cũng chính là ngày vinh quy bái tổ cho các cháu. Thưa quý vị cùng các cháu, một vị lãnh tổ đã từng nói, trong ba loại giặc nguy hiểm nhất có nguy cơ làm lụi tàn chế độ, đó là giặc dốc, giặc đói và giặc ngoại xâm. Trong đó người nhấn mạnh nguy cơ lớn nhất là giặc dốc. Tư duy này trùng hợp với tư tưởng của hai nhà tiền bối của tộc Đặng Việt Nam là ngài Đặng Tử Kính và Đặng Thái Thăng, hai trợ thủ đắc lực của Phân Bội Châu trong phong trào Đông Du. Do vậy, sự quan tâm và chăm sóc cho sự nghiệp trồng người của gia tộc ta là một chân lý không bàn cãi. Vấn đề là mỗi chúng ta thể hiện sự quan tâm đó như thế nào, trách nhiệm của hội đồng gia tộc và hội khuyến học khuyến tài ra sao mà thôi. Và để kết thúc bài phát biểu này, tôi xin mượn lời của một vị đỡ đầu cho phong trào khuyến học khuyến tài của gia tộc, đó là ông Đặng Văn Ngữ, chủ tịch danh dự hội khuyến học khuyến tài của gia tộc tại hải ngoại. Ông nói: học vấn là một chiếc chìa khóa vạn năng, khai phá các nền văn minh thế giới, đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới của khoa học, kỹ thuật tiên tiến. Vì vậy, ta không có lý do gì làm suy yếu hoặc làm chậm lại cuộc hành trình khi con thuyền văn hóa của tộc ta đang cam buồm nước sóng ra khơi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Làm khuyến học không vì danh vì lợi, nặng nghĩa tình cao vời đức hy sinh. Lòng sáng trong đẹp tựa ánh bình minh, niềm hạnh phúc khi người vui hạnh phúc. Làm khuyến học biết buồn vui đúng lúc, biết xót lòng khi nhìn cảnh đau thương. Tràn ngập niềm vui nhìn trẻ đến trường, tim thổn thức trước mảnh đời bất hạnh. Làm khuyến học biết từng khi ấm lạnh, hiểu nỗi buồn trẻ mất mẹ thiếu cha. Hiểu cuộc đời nhiều nỗi xót xa, nỗi gian khổ bao người nghèo khó. Làm khuyến học khi ngọn đèn sáng tỏ, giúp cho người khi gian khó lâm. Giúp con em đi tròn quãng đường đi, khen người giỏi phát huy tài năng khiêu. Làm khuyến học giúp cho người cùng hiểu, sống cuộc đời đừng vị kỳ ca. Vốn tình nghĩa nặng tựa ngàn cân, lòng nhân ái là linh hồn cuộc sống.
làm khuyến học nhìn đời đầy thơ mộng, không giận buồn chỉ giữ lấy niềm vui. Dù đôi khi lắm trăn trở ngậm ngùi, vẫn xem nhẹ như chuyện thường nhân thế. Làm khuyến học không bao giờ câu nệ, tâm huyết dành cho thế hệ tương lai. Vì mảnh giàu cho tổ quốc ngày mai, vì hạnh phúc bao người chưa hạnh phúc. Làm khuyến học là chung tay góp sức, tổ quốc gia đình gia tộc chờ mong. Dù khó khăn gian khổ chẳng sờn lòng, vui hạnh phúc chung tay làm khuyến học.